có đợt đó là em ở nhà có mình à, với Trinh thì đi đâu không biết, nhưng mà cái đi chợ rồi em mình nhà rồi cái đèn điện chớp chớp tắt cho luôn, cái tưởng là cúp điện Gì hả? ngủ lên bình địa Là gì? là cái món phòng trực thiên xã. Là ngủ linh bình địa. Tất nhiên là ăn vô mỉa không ra vậy, nên cái bình địa tức quá quậy mỉa không ra tức là nó cho quậy. Đứng sau nãy đưa cái giọng rồi đó, đó đâu có gì che đâu, phải nằm đây nó còn Coi mát đây nè. đây 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 Rồi, kính chào tất cả cô chú anh em nè. Thì giấc này chồng hấp bôi nấu cơm làm đồ ăn cho vợ khờ nghe cả nhà. Đây, cái này thịt còn ha. Rồi, cái này mình chiên thêm hai chiếc ngọc vịt nữa là xong. Rồi. Đây, cái này cũng chiều rồi, làm nấu ăn vừa rồi. Lót cái đó đừng cho nước nó mục ha. Cái này anh hấp bôi nấu cho chị khờ ăn này mọi người. Rồi sau ba đồ đồ dơ thấy đó ha. Mình lót cái đó cái nước nó chảy xuống nó không mục dán ha. Đúng rồi, chứ để mình xối ra cái nó bị mục dán. Còn cái miếng xương rồng ở trên là treo làm gì anh? Cho bé nó ngủ được để giật mình. Tốt. Mình thì nói chung là nhà nít rồi phải treo đó mới được. Chứ vừa chứ cái đợt đó là em ở nhà có mình à. Cái Trinh thì đi đâu không biết, nhưng mà cái đi chợ rồi em mình nhà rồi cái đèn điện chớp chớp tắt cho luôn, cái tưởng nó cúp điện gì hả. Dạ rồi xong rồi xong xuôi rồi cái em nói ủa sao giờ này cúp điện hết trơn, đèn bỗng tắt cho đèn đó tắt cho luôn tự nhiên cái kỳ chớp 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 xong tắt luôn, cái bé tự nhiên bé khóc quạ quạ lên cái sụm chứ. Qua ông xong xuôi cái mò nó ủa bị cái điện cho cái nhìn qua ổ điện cái ngoài á. Cái đèn nó còn cháy nó ủa kỳ chưa. Cái em lại bật ta còn công tắc ở cái võng lên tự nhiên nó cháy. Xong xuôi cái mở ra mà tự nhiên đèn sáng lên lại. Rồi không biết mà cái đó bị mấy lần. Nó có lần có lần ha. Lần đầu. Rồi nên em mới lấy cái xương rồng đó treo. Dạ, nghe tôi chỉ cái xương rồng á rồi treo ở sau cái trước điện cho ma tà vô. Đúng rồi. Em lấy xương rồng kia kìa. Cái lá xương rồng đẹp chứ. Nó thiếu vôi á, vôi chét rồi que quét rồi ở chỗ trong giữa. À, đúng rồi, có vôi quét nè. Quét là nó có cái Vậy là như bị có lần mọc ha. Mà hồi bây giờ em ngủ ở đây có cái gì không? Không. Có thấy cái gì không? Không, bị có cái đợt đó là xong rồi đó, đèn điện chớp 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 xong tắt hu cúp toàn bộ luôn. Chỉ cái ổ điện cái ngoài tự nhiên cái cầu dao đó nó còn sinh. Còn cháy đèn mà sao đèn bị tự động nó tắt. Mà nó chớp lia lịa cho nó không phải là bình thường tắt ngang đâu. Còn này chớp 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 xong rồi xong xuôi tắt hết trơn. Cái võng thì tự nghỉ đưa luôn. Rồi đợi mò lại bật lên cái tiện cháy. Nó ổ kìa. Thì nào ngày đó chưa thấy. Có là thiệt. Có thiệt ha. Vậy điện tâm linh thì có thiệt chứ là em đâu có tin đâu đấy mà. Bật cái chảo lên cho nóng đi. Nãy xong mua gì nhiều đi mua hào à. Ăn đủ. Dạ, ăn đồ ăn nó chịu à. Cái đó em phải chế ra bỏ bớt mà được. Tại vì ăn ít từ cơm nhiều ăn. Lấy cái chén em chế ra. Nó có hơi chút xíu được rồi. Đúng rồi. Chứ không có để dầu nhiều được. Em chế nhẹ thôi. Đúng rồi, lấy chảo đó. Hơi mỡ thì. Để nhiều quá nó không tốt. Không hấp bôi chi không dịch không ạ. Đó giờ làm đồ ăn mấy năm rồi mình ở nhà thì hồi đó sống có mình rồi. Cũng là đồ ăn rồi. Không biết làm đồ ăn ha. Nói chung bây giờ cơm nước giặt giũ là em làm. Này cũng đâu có ai dạy đâu, tự biết nhìn theo người ta làm nói tự biết. Đúng rồi, nói chung ra không có gì mà không làm được, cho tự ra mình làm biến mới không làm được thôi. Mới đầu mình không biết làm thì mình nói chung là chịu khó là làm được ha. Người ta là bạn gái người ta không biết làm như vậy. Còn mình
không biết thì mình phải học hỏi, cái gì ai trên đời này cũng phải học hỏi chứ không ai mà đi không mà biết được nha. Học hỏi làm thì mới giỏi được, còn mà không chịu học hỏi bây giờ cho em dạy cái nào cũng không biết là không biết à, tại vì đâu chịu làm đâu biết. Mỡ gà thì nữa là chế biến khác nữa. Mỡ gà hả? Mỡ gà là sao? Mỡ gà tất nhiên là để mỡ vô xong rồi con gà để vô chiên thành mỡ gà. Vậy thích gà, mỡ gà nó ra dính vô. Ừ. Nè em tính ấp la hay gì? Chiên. Chiên à? Mỡ bài nấu ăn. Cái chiên này thấy cũng đẹp quá ha. Là em làm ăn ở trên quán bia ôm ở trên trên Tân Châu đây, là mấy miếng nữa đó ba, 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 em kêu chị một cái món ngọt rồi thì có lấy viết với mực thịt cho viết giấy và ghi lại. Tại vì mới nói có món gì lạ dữ trời đó giờ mới thấy ngủ linh bình địa. Là gì? Là cái món hồng thịt thiên xã. Là ngủ linh bình địa. Tất nhiên là ăn vô mỹ không da vậy nên cái bình địa tức quá quậy mỹ không da tức yeah. Gọi là ngủ linh bình địa. Ngủ linh bình địa rồi rồi tương để tóc dài gì là phải không hay là hơi cong nó cũng quấn quấn hơi cong hơn hơi ý ý hỏi là cái vụ cái kia kìa phải hay cong cái nào á. Nữa mày bỏ mẹ biết gì nào. Mình để tóc dài này bao nhiêu năm rồi, là hồi để nhỏ lớn hay sao? Để mới có 2 năm mà. 2 năm ha. 2 năm. Dài lắm, hút dài lắm mà mới cắt giờ mới cắt bớt mà. Mới cắt bớt hả? Mà lý do này sao em thích để tóc dài hay là sao? Tại cái khuôn mặt em thích hợp với cái tóc dài á. Rồi để tóc cột thì cũng như nó muốn bệnh. Nên để tóc dài và thời gian rồi xong cái hớt tóc thời gian xong rồi cái bệnh xong rồi để tóc dài lại. Coi như là để tóc cột là em bệnh, để tóc dài là hết bệnh. Nên từ đó là em để tóc dài. Rồi chỉ vậy được ăn ngon, nó đừng chiên chín. Chiên chín là ăn không ngon. Vậy được là tắt đi. Chứ được nói là công đồ thì nó phải đó đỡ cũng như là bệnh này nọ thôi. Đúng rồi. Giải nghiệp thôi. Thấy đâu có bụng gì giang hồ bụng gì đâu. Thì để tóc dài tới giờ luôn ha. Để giải nghiệp. Mày mỗi một người có khi cái sở thích của ta nó đều phải để tóc dài lại. Nó nói là sở thích. Rồi bữa cơm gì đó luôn ăn luôn hả? Có mắm hồ. Rồi cái món này là kêu là món gì? Cái đó chưa chế biến mới gọi là món, cái này là hộp vịt chiên thôi. Bình thường. Không mà nhìn từ xa ảnh đẹp trai lắm chưa? Lỗ mũi cao vòng ha. Cái đó có sửa lỗ mũi không? Không. Tự nhiên luôn. Tự nhiên luôn. Lỗ mũi cây dừa. Cái chân mày thì lông mi thì khỏi uống cũng cong lên luôn, thẳng nó vậy. Còn quấn lên gì đó, dân gái vậy. Rồi xong mới cơm. Rồi bữa cơm viên ha. Bữa cơm viên. Bữa nay chồng hết tôi đút vợ ăn luôn. Đút đủ mà. Tao biết nhóc giờ đút cái tiền. Cái gì? Tao biết là mình chứ. Ăn tự nhiên. Bò hổm mình như có quỷ gì. Giống gì đó. Đèn đi chớp mà cắt không phải cắt bình thường, nhưng mình không có gì. Nhưng mà làm như quỷ nó xu khiến cái giỏng tự động nó tắt. Nghỉ đưa luôn. Mà không cấp điện. Đâu bắt được cái giỏng tiền khác cái giường chưa nó tắt không bao giờ tắt. Để hoài thôi, mình để 24/24 mà không có tắt. Cái giỏng đó là giỏng tự đưa hả? Giỏng phụ tơ trong. Biết rồi. Giờ giống cục tơ tự chế. Đây mở quạt suốt ngày luôn ha. Thả hôm ngày em có đi sinh nữa không?
Dạ có. Rồi cái này xin bữa được nhiêu? Trăm vài chục. À, 100 có, rồi vài chục rồi tiền xe nữa hết nhiêu? 40. Cắt tiền đi. Để hỏi cắt tiền. Mua cái miếng đầu lót mốt đi cắt vậy. Để nóng quá nóng rồi. Tạo nghiệp em bé. Mốt mua đầu ở chợ nè, ngoài chợ này không lẽ không bán sao? Mốt mốt bè bè ngang nó là 1 mét, em ra ngoài đây nè. Mày ngồi 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 xách vô. Mua đâu? Mua cái này hả? Một. Hả? Cái này nè. Đúng rồi, đâu phải không? Thứ này là cái kỷ niệm. Không. Mốt này nè, đúng rồi. Một bộ bề ngang có cái là 1 mét, có cái là 8 tấc. Chiều dài là mét mấy, 2 mét gì đó. Không phải cái mình đâu có, mình mua như vậy mình căng xui xui vậy nè, mình căng hai lớp vậy nè. Cái mình xẹt vừa sọt cho chính giữa. Đó. Rồi dây điện đi dưới chân luôn ha. Không móc. Coi đi. Giá ổn quay cho hết. Cầm đi. Cầm đi. Rồi em ăn luôn. No. Em ăn với dạ đi. Rồi no. Đó giờ mua chừng 200 ngàn đủ bao nhiêu đây? Có nhiêu đây chừng 200 cái gì? Thì tô đâu có. 200 ăn chung luôn đi. Chứ không có mướp này nắng nó nóng quá cả nhà. Em bé mà bữa nãy là nó bị nóng đỏ mặt luôn á. Nóng quá nóng. Em bé nè. Thấy rõ không? Là bữa nãy là tiếng bước vô là cảm giác là ý mình người lớn đó mà còn chịu không nổi lắm nè. Các tội nghiệp không? Mặt sáng chân ha. Cờ ra. Em biết làm nó không? Để đỡ ra. Hả? Nói chung ra là cho tỷ cái miếng mướp đó là bề ngang nhiêu thì em căng dây nhiêu, như là mình căng hai lớp. Cái mình gì dở cùng dây lên, cái mình nhét miếng mướp vô là gió nó không phùng đùng xuống mà căng thẳng nha. Em căng cột đó vô qua cột đây nè. Đó, rồi em nhét ngang vô, cho tỷ miếng mướp bề ngang là 1,5 m thì em căng 3 cộng dây. Để vừa miếng mút đó. Nó mát lắm. Để bữa nay có tiền mua đi qua bển mua giùm làm luôn. Đó chừng 200 ngàn cái gì? Trời đâu tính bằng điện luôn rồi cái. Hả? Nó biết đi qua bển có biết được. Bây giờ đầu bây giờ mấy trăm ngàn đó không phải là được không được đâu. Còn mấy là mua này mua giải cũng vậy. Nó lứ dễ nghiệp thôi mà 1 mét là 25 ngàn đó. Vậy lớn ha. Mà mấy 25 30 gì đó. Cái gì nhập qua em để ở nhà nó không mát đâu. Cái đó để mình che nắng thôi. Đúng rồi. Để ngoài che nắng chứ đưa trong nhà nó không mát. Đúng vậy. Hôm này mót mới được quý. Mót mới được. Mót hả? Ừ. Chứ mua miếng giải nhiệt nó để ngoài người ta che nắng á. Che nắng với mưa á, mưa nó không tạt vô nhà. Có người ta chứ thằng ba đó. Là nó mua đó được. Mua mấy cọng dây chì đó là căng ngang. Hôm nay căng chắc khoảng 8 cọng dây chì ngang đi rồi đã hơn rồi mấy mót thảy lên. Có ai quen không? Không, bữa nào em đi hỏi đi, bây giờ cái nhà em nhiêu đây, bề ngang mấy mét? Cái này chắc bề ngang có cỡ 4 mét vậy. Cái này 4 mét vuông gì? 4 là 16 mét. Như là tổng cộng 16 thì cái kia khổ 2,4 m. Nhà này dài hết luôn là 6 mét mấy? 6 mét vậy? Mình căng cái trong đây được rồi, cái lọng đây được rồi. Ở đây được rồi chứ. Vậy là này mua 4 miếng dừa, 4 miếng dừa. Tại cái kia khổ là 2,4 m, với bề ngang là hình như 1,2 m, 2,4 m. Mua 4 miếng mà vừa cắt ra là dư rồi đó. 4 miếng hả? 4 miếng. Thì 7. Thôi được. 1,2 m, 2,4 m. 1,2 m, 2,4 m thì 4 miếng là ổ không được 6 miếng. 6 miếng không. 6 miếng, 6 miếng, 6 miếng. 6 miếng. Hỏi bây giờ em đi bữa nào họ dọ đi. Một miếng nhiêu tiền đó? Em họ dọ đi, một miếng bao nhiêu tiền ha. Rồi có số đó anh để cho màn hình đó. Rồi lấy điện báo anh. Là bữa nào anh có lên thì anh cho số tiền đó để làm để mua về làm. Để gần bé nè, tội nghiệp bé nóng quá nóng mà hé con. À, chú đi. Tội nghiệp cho con bé nóng mới nãy mặt cái mặt đó ngầu luôn. Đi sao nãy đưa cái giỏng vào đó đâu có gì che đâu, phải nằm đây nữa. Coi để thứ gác nó cho bảy gì đó. Khô nó lớn thì nó cho bảy gì đó. Được rồi. Đó, cái bảy ra rồi. Giờ con mắt hờ lỏ hả?
Nó sợ lão hả? Này này lớn rồi chắc gái chứ lắm. Ừ, giống cha. Tại mất kim rồi. Em nói gái gái rồi, dạ em gan nữa rồi có chuyện nữa nè. Trời, nếm tàn, nếm nhỏ con tay một. Đừng có nếm như vậy. Trời ơi, lôi ẩm nó đàng hoàng chứ không có nếm lôi vậy. Bà hai, nếm con tay nó kéo ghê. Nắm bè đỡ nó, đỡ nó dưới á. Bữa nào mà em đi dò đi là một miếng em hỏi làm tính đi, bây giờ cái nhà mình hiện bây giờ là nó 4 mét vuông là 16 mét đó. Không dạ biết rồi. Rồi em hỏi người ta làm cái miếng mút đó bề ngang là bao nhiêu dài nhiêu. Ha, rồi kêu người ta tính là nhà con là trọn vẹn là có 16 mét vuông. Đó rồi hỏi người ta nhiêu tiền. Cộng vô á kêu người ta cộng lên vô. Là nói là nhà con là 16 mét vuông đó là cậu mua bao nhiêu miếng. Rồi bao nhiêu tiền thì có gì điện cho anh, rồi thì nữa anh lên anh tính ha. Để anh bữa đó rồi anh mấy này anh mời xuống đây làm luôn cho em luôn. Để cho em bé cho có chỗ mát mẻ chứ để gì nè. Đổ mồ hôi trời. Ý là anh là người lớn mà vô đây mà tự nhiên anh bị nhức đầu rồi đó. Nóng quá chứ. Nóng lắm nóng. Nóng mà nó không chịu ngủ luôn, nó khóc nó kêu quậy là làm quậy. Đúng rồi, nóng quá mình còn chịu không nổi. Cho nóng sữa cái đó nó la quậy, không biết sao nó ổn gì trời. Đem như vậy đem vô mát mát nè. Đem vô đây đi, em bỏ mà nó nắng, nó nóng, nó chịu sợ nổi. Nãy giá này đem vô đây cái mặt nó bớt lại không? Đúng rồi, gặp đó. Bữa nãy cái mặt gì đâu, y gan như quan công á. Như mình ở ngoài đường ha, bước vô đây một cái là coi như là như cái lò sấy vậy đó. Nói chung anh bước vô nhà em là cảm giác cái đầu bị căng luôn đó. Nóng đây cũng độ đó. Vô giống như cái lò sát lò vậy á. Nóng thật cực. Tóc nóng hổi luôn. Bỏ cho cái mụn này nè, nó che lại bớt. Mới mốt quá, mốt đừng để em giỏng nó nữa nghe. Nóng nóng nè. Để đây nè. Đừng bỏ giỏng, bỏ giỏng đó không có gì che nắng lắm. Không kiếm cái màn này nó che căng lên trên cái mùng này cho nó mát đỡ. Đỡ chút. Ngon không? Ngon. Chồng nấu bữa nay cho ăn hộp vịt này hộp vịt gì? Hộp vịt chiên với nước tương ha. Dạ. Ngon ha. Cái này thằng em nấu mà chứ đưa cho bé Trinh nấu là cái mặn muối gì. Yeah, vậy là cưng nấu cho vợ ăn không à? Làm không có để đường. Làm tôi ăn không để đường, mặn chát rồi mặn mà không có vị. Yeah. Phải mặn mà có vị, có ngọt gì. Đây mặn lòi vậy. Vậy là vợ nấu ăn không được, thành ra cưng nấu cho vợ ăn luôn. Dạ, nó không làm gì ăn, làm ăn đồ ăn gì đó, không được, tay chân dung dung gì nọ đó. Không xin nào đó giờ vậy. Khi vô gạo vô không được, vô thì cũng như đâu có gì, cái thì không đổi gì luôn. Đúng rồi. Cưng ở nhà con lo cho vợ ha, tiếp vợ. Ăn cơm chén đâu có được đâu. Ăn chén gì, đợt đó là anh thử, năng thử cái ăn xong mà giật lên cái một chén cơm bay tôi đuổi. Nằm một thì em có bói tôi chứ. Đó nhờ ông thầy mới biết đi đến 10 tuổi mới biết đi. Cái là đó đâu có đi được đâu lớn mà. Rồi em nói là ở ngoài này là có cái miễu Phật Quan Âm gì đó hả, mấy em nói dạy em giái chứ gì đó không? Ở đâu? Ngoài đây. Con Trình biết lớn không? Nhỏ. Mà em giái là linh không? Linh lắm. Và em cái đợt đó là em với thằng bạn đi xin số á. Xin số kiến thiết gì xin số đôi á, mà chung số kiến thiết. Thôi bỏ nữa. Vậy thôi anh đến đây quay chia sẻ cho cô chú anh chị em xem ha. Thì thôi anh về ha. Bữa nào gặp lại rồi anh sẽ lên em hỏi dò giá đi nha. Rồi bao nhiêu tiền rồi bữa đó anh lên thì trả em ra đó mua. Mua xong rồi mấy anh em sẽ làm tiếp cho. Rồi anh sẽ mua cho chị cách thức làm sao rồi anh chỉ cho làm nha. Rồi. Bye bye nha. Bắt về nha con. Bye bye đi. Bye. Ấy đi đặng cho con mát con nằm để thôi cái mặt mày gì đâu đó chạch chân rồi. Đâu đi lại với chú coi coi. Làm như nóng quá rồi. Nóng không được. Nóng quá con chó này đem vô đây cái mặt nó mát mát lại nè. Có cái mụn nè. Còn nãy ngủ ngoài cái võng này nó nắng nó nóng chết luôn. Nằm lắm. Rồi thôi bye bye. Bye bye nha.